Trang cầu hóa cho mọi người xem mặt này. Hôm nay là mùng 9 tháng 7 2019 đây, cho mọi người xem một phòng khám đầy cong vẹo cuộc sống. Đây các bạn này, toàn cong vẹo. Ui ôi. Đây là cháu gái xinh gái. Người thì Tuyên Quang nhưng gốc Quảng Ninh. À, gốc Sơn Dương à. Quay mặt đây cho mọi người nhìn nào. Đấy. Còn đây là cháu gái người Thạch Thất. Như một chú gấu đen nằm luôn. Còn đây là cậu thanh niên người Hà Nam, Bầu Kiên. Còn kia là Linh Chi Lấm, người Sapa. Còn đây là Duy Tân là đổi mới, người Bình Định. Còn đây là Coi Rong Rong, người Hải Dương. Nào, ngẩng mặt lên cho mọi người nhìn nào, xinh gái. Úi giời, cúi mặt thì ai nhìn thấy. Ai có mặt à? À, còn đây là Huy Cao Bằng. Vừa cao vừa bằng, trước đi nhặt hạt rẻ. Còn đây là Đắc Định, Hải Dương. À, Hưng Yên, không phải Hải Dương. Còn đây là gì nhỉ? Danh Tuyển, Hải Dương, Trinh Cống. Còn bác này người Bình Định. Đây cho các bạn thấy, đây là cô Lấm Linh Chi đây. Ai gọi đây? Để cho các bạn thấy một nhà đầy cong vẹo cuộc sống nha. Đây con quay lưng ra đây cho mọi người xem cái lưng của con này. Đấy. Ơ cậu này đặc biệt lại về bên trái nhỉ? Tất cả cậu ở đây đều cong về bên phải, nhưng cậu này trường hợp đặc biệt này về cong về bên trái này. Đấy, cậu này là cong lưng về bên trái nhá. Mọi người xem cái lưng của cháu. Thế ngày xưa lúc chữa nó, chị có xem Tể tướng Lưu Hù không? Có. Chắc xem phim Tể tướng Lưu Hù nhiều đúng không? Nên là hâm mộ ông Lưu Dung, bây giờ đẻ ra đúng thằng này luôn. Anh ơi, để to rồi nhé. Thế Dung lưng thẳng chưa? Quay đây cho nào. Đây mặc áo này đẹp gái, bỏ tay xuống thế nào. Này mặc body được rồi. Đấy các bạn thấy không? Đố các bạn nhìn thấy bây giờ thấy nâng cong rồi nữa. Này thì thành body đẹp rồi. Đấy, phẳng phiu đẹp rồi. Nâng body, thấy chưa? Con thấy chưa? Bao giờ lưng của con đẹp như lưng của cô này này. Đấy, mình ngồi trên đây xoay cái lưng ra nào. Ngồi lên. Đấy, đây này. Hai cầu vai đẹp đây này. Đấy, nhìn là không nhận ra mấy nữa rồi. Đấy chưa, xinh gái rồi. Cô này chưa được 20 ngày. Ừ, chưa được 20 ngày. Thấy chưa, đẹp chưa? Đây. Còn đây cho mọi người xem cái lưng của cô này. Cả một miếng to đấy rồi. Anh cho cả miếng to như thế rồi đấy. Vấn đề này, thế là nó to giấy đấy, nó dán cao em đây. Vấn đề này. Bảo rồi, cứ bình giả mai ra để anh. Đấy. Đây, định cầm cái thầy. Rồi cái bọn mày sinh ra cái điện tử rồi có khi thầy phải vứt cái điện thoại của chúng mày đi rồi chúng mày cứ suốt ngày đi. Nào, xem con nhà anh đã cong như này chưa? Tương đương nhau kìa. Đến đây đã thấy một nhà cong vẹo chưa? Cả mọi miền Tổ quốc ở đây rồi, xem có ai Bình Định này. Có cô gái Sài Gòn nó chưa lên nữa này, Sài Gòn này. Phú Yên nhưng nó sống trong Sài Gòn, Đắk Lắk này là con, nói chung là Cao Bằng này, Tuyên Quang này, Thái Bình hôm nay vừa về này, Phú Thọ, Phú Phúc, Nam Định Quất Lâm, nhiều lắm, nói chung là khắp mọi nơi Quất Lâm. Rồi đây Thạch Thất đây, đây. Đây con về lại nhà bác. Bắt được xe chưa? Ôi trời ơi, như con lươn. Con bé này lưng nó cứng là lớn rồi. Đấy, con bé này xinh gái này. Đấy, lưng nó quay thẳng đẹp gái rồi. Đấy, đây quay vào cho mọi người một cái mặt xinh gái. Xinh quá. Xinh là xinh quá cơ à? Trong người dưới. Này á? Xinh ở trong người dưới gần nghe được bên kia đúng không? Đấy. Rất là trên mua gần đây này. Đấy. Nhìn được cả phần đấy. Cái đai này là lôi cho. Thế thì bảo ai để. Tối nay tôi cho ai xương con về nhà. Đâu. Đâu. Khách
Tối nay á? Không được, sáng mai em đi sớm. À, sáng mai đi sớm nhỉ? Vâng, sáng mai sớm nắng lắm. Đi hôm nay, à, sáng mai về quê nhỉ? Tốt rồi. Đi nghe về nhờ ấy cho mừng sáng đấy. Vâng. Đến nơi không yên, đang đến mùa nhãn hả? Mất mùa, nhãn vật cướp mới ăn được. Ờ, đây là mùa nhãn rồi. Mất mùa. Mất mùa. Nói chung là cũng ăn, ăn ít rồi. Đúng không? Ít vậy. Ừ. Người này ôm mà lấy con. Ôm không sướng. Giờ này về lại kiếm mấy chục phần nhãn mang lên gì đó. Không, người cháu. Không. Anh gọi em. Nhưng cháu lần hai cho con. Đi chút không? Không. Cái này bị bó cơ. Cơ lưng nó yếu quá, nó gồng hết cái cuộc sống trước đấy này. Đi cuộc sống trước đấy nó sao? 4 này. Bao nhiêu không? Em có biết đâu mà bà. Đây được ạ. Thay đi vào đường hôm nay không? Hết đường bên trái. À hết đường bên trái, đi đường bên trái lần một. Đấy, cái bộ bài nó lệch mà nó lệch dạo hết cả lưng ra. Đúng không? Không nhìn thấy à? Không nhìn thấy không? Đúng rồi, nó đau rồi. Con bé này nó nhiều nhất này. Con bé này xương lôi xương sườn ra đây. Lôi cái xương sườn đấy. Đấy, hôm nay xin gái. Hôm đầu đến mà phải bật cái bóng điện công ty. Xem tìm chỗ nào có thể đen diễn tả được mà nó nhỉ. Ở đây chưa chỗ nào đen bằng da của nó. Em định đang quay ở đây, cứ thôi đi ạ. Ừ, bữa nay trắng lên rồi. Hết rồi đấy. Đỡ hơn rồi. Được không? Ngày hôm qua đen, ngày hôm nay trắng lên không sợ. Sợ là ngày hôm qua trắng, hôm nay đen thì mới sợ. Tin không? Nguyên 4 miếng mà. Tin không ạ? Bay bốn miếng à? Cái gì? Dùng một miếng à? Để có, để cho phát nhá. Cái này miếng mới, miếng cũ đây hả đi? Miếng cũ ạ. Mấy hôm nay như kiểu nó cũng khô bớt cái dính rồi. Cong 2 khúc nữa này, đến đây là chuẩn bị này. Đây về đây, ra đây vâng. Cong khúc này, hôm nay lại cong 2 khúc.
đấy, thấy chưa, lặn xong thấy nó khác tí, mỗi lần nó được một tí tí thôi, không được nhiều. Nào chưa mềm một đoạn này ra à? Sure.